Xin kính chào khán giả của Nghiệp Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến phần tin một bà mẹ ở miền Bắc California bị bắt vì dìm chết hai con nhỏ. Sở cảnh sát tại Chuba County, Linda County cho biết là um, tại um, vùng uh, miền Bắc California có một cô tên là Connie Williams, 26 tuổi, bị bắt giữ hôm thứ Năm ngày 7 tháng 4 với cáo buộc là dìm chết hai con trai nhỏ, một đứa 5 tháng và một đứa 2 tuổi rưỡi của mình, trong bồn tắm theo bản tin khoảng thông tấn AP. Theo bản thông cáo của Sở Cảnh sát, nghi can là Courtney Williams bị bắt tại nhà riêng sau khi người chồng phát giác ra thi thể của hai đứa con trong bộ tắm đầy nước và gọi điện thoại cấp cứu 911 lúc khoảng 11 giờ 45 phút sáng. Cảnh sát cho hay khi người chồng từ sở về nhà ăn trưa thì người vợ nói với ông rằng là mình làm bị thương hai đứa con. Mặc dù cố gắng chữa trị nhưng hai đứa trẻ được xác định là chết tại hiện trường. Theo tuyên bố, các điều tra viên cho rằng là hai đứa trẻ bị chết do ngập nước do chủ ý rõ ràng. Nhưng họ không không đề cập đến nguyên do vì sao mà người mẹ lại có hành động như thế này. Cảnh sát trưởng là Wendell Anderson đau buồn nói, kết chấp bi thảm của hai đứa trẻ gây chấn động cộng đồng, không có từ ngữ nào để có thể diễn tả nỗi buồn và sự tiếc nuối của chúng tôi dành cho gia đình trong thời điểm này. Linda là một thành phố nhỏ nằm cách thủ phủ Sacramento, chừng 40 dặm về phía Bắc. Liên quan đến phần tin khác, thì IRS, hoàn thuế hơn 204 tỷ Mỹ Kim, trung bình 3.226 Mỹ Kim cho một hồ sơ. Tính đến ngày 1 tháng 4, thì sở thuế IRS hoàn thuế cho hơn 63 triệu hồ sơ, với số tiền tổng cộng lên trên là 204 tỷ Mỹ Kim. Cơ quan này loan báo vào hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 4 theo CNBC. Gần 1 phần 3 người Mỹ chờ đến phút chót mới khai thuế, theo báo cáo của công ty là IPS 1031 và dự trù mức hoàn thuế trung bình đến lúc đó là 1915 Mỹ Kim. Tuy nhiên, thì mức hoàn thuế trung bình hiện tại là 3.226 Mỹ Kim có 37% người Mỹ chỉ tính dùng tiền hoàn thuế để dành, còn 22% thì muốn trả hết nợ, theo báo cáo của IPS 1031. IRS công bố dữ liệu khai thuế mới nhất giữa họ đang trải qua giai đoạn khó khăn vì văn phải giải quyết hàng triệu hồ sơ thuế cá nhân mà họ chưa giải quyết từ năm ngoái. Mặc dù IRS à hoàn thuế trong vòng 21 ngày cho hầu hết hồ sơ nhưng à, vài yếu tố có thể làm chậm trễ như khai thuế bằng giấy, phải hoàn thuế qua đường bưu điện bị lỗi vân vân. Mặc dù đến giữa tháng 2 IRS mới có thể hoàn thuế lợi tức và tiền khấu trừ nuôi con nhưng đến ngày 1 tháng 3 thì có lẽ là người khai thuế đã nhận được những món tiền này theo IRS. Muốn kiểm tra hoặc là hoàn toàn thuế hay chưa, có thể dùng công cụ trực tuyến là West My Refund hoặc ứng dụng app là irs to go Nếu khai thuế trên mạng, có thể nhận được thông báo của IRS sau khi nộp hồ sơ 24 tiếng, còn nếu nộp hồ sơ thuế bằng giấy thì 4 tuần mới nhận được thông báo. Thời hạn chốt khai thuế cho năm 2021 là 18 tháng 4 năm 2022 năm nay. Liên quan đến phần tin khác, thì Ed Saren thắng kiện vụ ăn cấp ý tưởng cho ca khúc Shape of You. Ed Sheeran là ca sĩ người Anh đã thắng kiện vụ kiện bản quyền liên quan đến ca khúc nổi tiếng nhất của anh là Shape of You. Theo Yahoo Entertainment, Anh Sheeran là bị ca sĩ Sami Jorki kiện ăn cắp ý tưởng để sáng tác ca khúc Shop of You. Có thể nói đó là bài hát đưa đẩy sự nghiệp của ca sĩ với video YouTube lên đến 5.6 tỷ lượt xem. Tòa thượng thẩm Anh Quốc đưa ra phán quyết ca sĩ Seren không ăn cắp ý tưởng từ bài hát OY của Sami Chokri. Trên án Anthony cho biết ca sĩ Seren không hề cố ý hay là vô tình ăn cắp ý tưởng. Ông nói là hai ca khúc đó có một số điểm giống nhau trong một đoạn và đưa ra phán quyết sau khi nghe kỹ cả hai sau khi nghe phán quyết thì ca sĩ saren chia sẻ cảm nghĩ trong một video là tuy đang mừng vì phán quyết của tòa án nhưng tôi cảm thấy những tố cáo như vậy đã xảy ra quá thường xuyên bây giờ chúng ta có một văn hóa kiện cáo với suy nghĩ là hai bên giải quyết với nhau sẽ ít tốn kém hơn ra tòa Tuy những tố cáo đó hoàn toàn không có căn cứ, điều đó sẽ gây nhiều thiệt hại cho giới âm nhạc. Về điểm giống nhau của hai ca khúc anh nói là những chuyện tình cờ như vậy rất dễ xảy ra vì âm nhạc chỉ có bấy nhiêu nốt và mỗi năm có đến 22 triệu ca khúc mới xuất hiện trên Spotify. Anh cũng cho biết những vụ kiện như vậy không phải là chuyện vui và hy vọng phán quyết về ca khúc này sẽ giúp mình và nhiều ca, khỉ, ca sĩ khác thể tránh được những vụ kiện như vậy. Liên quan đến phần tin khác, thì Ukraine tìm thấy hơn 160 thi thể dân thường ở tại Bucha. Ukraine tìm thấy hơn 160 thi thể ở Bucha, nơi quân Nga bị tố cáo thảm sát thường dân trong lúc chiếm vùng Kiev. Bà Irina Venendi Bộ trưởng Tư pháp của Ukraine, loan báo vào hôm thứ Sáu, ngày 8 tháng 4, theo CNN cho hay, các thưa quý vị, theo phần tin mà chúng tôi nhận được thì tính đến ngày hôm qua, ngày 7 tháng 4 thì đã tìm thấy hơn 164 thi thể ở tại Puja. Bà Veni Topva cho hay trên truyền hình tổng cộng với 21 thi thể mà khai quật được ngay từ hôm nay từ ngôi mộ tập thể trước khi trời mưa. Hình ảnh mới đây về thi thể nằm rải rác ngoài đường phố Bucha khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ, vài nạn nhân dường như bị rối tay rồi bị bắn từ sau đầu. Ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, cũng tố cáo Nga là tội phạm tội diệt chủng. Moscow thì thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này. Tuyên bố của ông um, Zolnevel cho rằng chúng tôi đề nghị điều tra kỹ đứng tội ác này. À, ông Ben Zolnevel, là chủ tịch công ty kim loại Russo của Nga, ra tuyên bố cho biết chúng tôi ủng hộ cuộc điều tra tội ác này khách quan và công bằng đồng thời cũng kêu gọi nghiêm trị thủ phạm tuyên bố của ông không nói ai có thể là thủ phạm nhưng cho hay những vụ như vậy càng làm thảm kịch khủng khiếp này thêm đau thương phần lớn thì công ty nga đều im lặng trước vụ này khi mà xâm lăng ukraine Tuy nhiên, thì cảnh tượng kinh hoàng ở tại Bucha khiến cho Rusan công khai lên tiếng. Quân Nga chiếm Bucha không lâu sau khi ông Putin, tổng thống Nga, ra lệnh xâm lăng Ukraine hôm 24 tháng 2. Sau hơn một tháng chiếm đóng, lính Nga rút khỏi Bucha và không lâu sau quân đội Ukraine tiến vào thị trấn này liên quan đến phần tin khác ở tại Việt Nam, thì sau anh em Trịnh Văn Quyết đến lượt phó chủ tịch tập đoàn FLC bị bắt, bà Hương Trần Kiều Dung, 44 tuổi là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị tập đoàn FLC bị bắt với cáo buộc là thao túng và che giấu thông tin chứng khoán giúp sức trong Trịnh Văn Quyết cựu chủ tịch tập đoàn FLC, báo VN Express. Hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 4, dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an cho biết là bà Dung và bà Nguyễn Quỳnh Anh là tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Ngoài chức danh FLC, bà Hương còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS bà Dung và bà Quỳnh Anh bị cáo buộc là giữ vai trò đồng phạm giúp sức trong Trịnh Văn Quyết cựu chủ tịch tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội bà Dung là tiến sĩ luật uh, quy hoạch xây dựng tại đại học tổng hợp à, bà từng là luật sư chính của công ty luật trách nhiệm hữu hạn là Cimic sau đó được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao tại FLC như trường trưởng ban pháp chế và phát triển dự án tổng giám đốc giám đốc phó tổng giám đốc Bà thôi chức tổng giám đốc vào cuối tháng 3 năm 2020. Vào ngày 6 tháng 4, thì bà Dung bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính là 70 triệu đồng vì cùng lúc là thành viên hội đồng quản trị 7 công ty. Trong khi đó thì theo quy định của luật chứng khoán thì thành viên của hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được đồng thời giữ chức tại vị này quá năm công ty khác nhau. Có hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng là một tội danh mà nhà chức trách cáo buộc với ông Trịnh Văn quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ C01 cho rằng những người này đã gây thiệt hại trầm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.